Xin chào quý khán giả Kelna TV tuần lễ thứ hai tháng 4 năm 2021 nhà báo Phạm Trần Việt có nhân quyền ở Việt Nam không Trần Việt lực thuật Kelna TV thực hiện theo định nghĩa của văn phòng cao quỹ Liên Hiệp Quốc nhân quyền là những bảo đảm pháp lý toàn cầu có tác dụng bảo vệ các cá nhân nhóm chống lại những hành động hoặc sự bỏ mặt mà làm tổn hại đến nhân phẩm những tự do cơ bản của con người các quyền không thể tước bỏ bao gồm quyền được sống quyền tự do các quyền tự do ngôn luận và thể hiện quyền tự do tín ngưỡng và nhận thức quyền tự do lập hội quyền mưu cầu hạnh phúc và được quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật đó là những nguyên tắc cơ bản về quyền con người được khẳng định trên bách khoa toàn thư mở nếu áp dụng vào trường hợp Việt Nam thì nhân quyền không hề được tôn trọng bởi đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam. Bằng chứng được thể hiện trong Hiến pháp năm 2013 và lực báo chí năm 2016, quyền tự quyết của dân đã bị xóa bỏ từ khoảng 1 điều 4 viết rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân vân vân Viết như vậy rõ ràng đảng duy nhất cầm quyền đã tự cho mình quyền đại diện và cai trị không cần hỏi ý của dân. Chủ trương độc tài nói động đảng làm một nẻo còn thể hiện trong điều 25 hiến pháp. Điều này viết công dân có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí tiếp cận thông tin hội họp, lập hội biểu tình, nhưng lại kèm theo dây thòng lỏng việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định để tiêu hủy hay hạn chế. Điều 4 trong luật báo chí năm 2016 đã quy định báo chí ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vân vân và diễn đàn của nhân dân. Nhưng dân phải viết hay nói trên báo đài nhà nước và không được làm ngược lại với chủ trương và chính sách của đảng đó là diễn đàn một chiều vì tư nhân không được quyền ra báo ở việt nam vì vậy tính đặc thù của báo chí nhà nước là làm loa tiên truyền cho đảng cho nên nhiệm vụ đã được quy định phải tuyên truyền phổ biến góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước, vân vân. khoản bi điều 4, đó là lý do tại sao các tổ chức bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do trên thế giới đã lên án tình hình nhân quyền ở Việt Nam mỗi ngày một tồi tệ hơn. Trong báo cáo tình hình nhân quyền toàn cầu năm 2020, tổ chức Human Rights Watch nói rằng Việt Nam tiếp tục vi phạm có hệ thống các quyền dân sự và chính trị cơ bản trong năm 2020. Chính phủ của một đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã siết chặt tự do tư tưởng, lập hội, hội họp ôn hòa, di chuyển và tôn giáo, vân vân. Trong khi các tòa án do đảng kiểm soát đã kết án những blogger và những người hoạt động dân chủ, nhân quyền với lời buộc tội bia đặt, dính đến an ninh quốc gia mà khác tổ chức Freedom House dẫn chứng hành động chống tự do thông tin trên Internet của chính phủ đã xảy ra trong vụ tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm gần Hà Nội. Trong hai ngày 1 tháng 6 2019 và ngày 31 tháng 5 2020, tổ chức ký giả không biên giới Report Without Border đã liệt Việt Nam vào hàng thứ 175 trên 180 quốc gia không có tự do. Trong danh sách này, Việt Nam chỉ đứng trên Trung Cộng hạng 177 và Bắc Triều Tiên, Bắc Hàn hạng chót 180. Nhưng Việt Nam lại đứng sau Lào hạng 172 và Cao Miên đứng 144. Do đó, khi báo đảng Cộng sản Việt Nam nói bừa rằng có thể khẳng định ở Việt Nam không hề có chuyện đàn áp mạng xã hội hay bắt người trái pháp luật đối với bất kỳ facebooker, blogger nào thì con số 28 nhà báo tự do bị bắt vào tù là người nộm hay sao? Nhưng những con người bằng xương bằng thịt hiện đang nằm trong nhà giam là những nhà báo tự do. Họ đòi đảng và nhà nước tôn trọng quyền làm người và các quyền tự do căn bản của họ. Do đó trong báo cáo phổ biến ngày 13 tháng Giêng 2021, ông John Shipton, giám đốc vận động châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Watch, Rights Watch đã tố cáo trong suốt năm 2020 ngoài một số nhà bất đồng chính kiến, trực tôn công an cũng bắt giam nhiều người khác vì đã nói lên chính kiến của mình và thực hành các quyền tự do ngôn luận cơ bản. Trong số những người bị bắt nổi bật có những người ai cũng biết vì tự do mà họ đã đấu tranh như Phạm Trí Dũng, Phạm Đoan Trang, Lê Hữu Minh, Tuấn, Tấn Thị thiều Trần Đức Thạch, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Đinh Thị Thu Thủy và Nguyễn Tường Thủy v vân Mới nhất vào sáng ngày 7 tháng 4 năm 2021. Công an Hà Nội đã bắt nhà tranh đấu bà Nguyễn Thúy Hạnh, 58 tuổi, người được nổi tiếng và quý trọng vì bà chỉ làm thiện nguyện giúp các gia đình tù nhân chính trị. Bà Hạnh bị bắt trong khi người chồng là nhà báo Quỳnh Ngọc Trền, về thăm quê tại Quảng Nam. Trân trọng kính chào Trần Việt, Kheo Na TV.